phiên bản số tự động. Hiện nay là xe không ở bãi nhé. Các em nó là đánh chưa rồi. Các anh vào lại giúp em được không ạ? Không biết là mạng này làm sao rồi. Em chào bác Xuân Huyền nhé. Khách hàng nào vào lại giúp em nghe tiếng chưa ạ? Nghe thấy tiếng chưa ạ? Em chào bác Xuân Huyền này, chào bác Khánh Nhàn này. Chia sẻ giúp em đây Hương anh ạ. Đứng ở đầu xe lại bắt vào bò Bluetooth vào xe rồi. Cái tội thì không tắt bò Bluetooth đi. Em chào anh Đinh Hiếu này. Mạng kém ạ, em thấy bình thường mà. Mạng kém mấy? Nghe thấy chưa ạ? Dạ vâng. Chắc là thời tiết nó khó chịu thì nó lại bắt đầu. Các bác nào xem hộ em là mạng ok chưa ạ? Cho em một phút em xem điện thoại. Alo ạ. Alo ạ. Cái kính chắc thế. Dạ. Alo, có việc gì một chút nữa gọi nhà anh em đang đến giờ live stream rồi nhá. Chị ơi, em đang làm việc, em đang đến giờ live stream một chút nữa gọi lại nhá. Ok, không có dịch vụ đấy đâu. Vâng. Cái kính, chào bác, ngã mạng ổn mà em. Dạ em cảm ơn anh Đinh Hiếu này. Chào Bảo Lam Vũ Xuân này. Cái kính là hàng Blasin anh ạ. Nay lại có một bác cho nên là giờ vào đeo like một tí cho nó oai thôi. Bên em hôm nay thì về thêm rất là nhiều và hôm nay thì em cũng chốt luôn trong buổi sáng dù là hơi mưa một chút. Phụ huynh thì cũng bận đưa đón con đi thi cấp 3 thì không biết là hôm nay ở đây có bác nào mà con đang học cấp 3 không nhỉ? Chúc cho các sĩ tử nhà mình là thi được đạt kết quả tốt này. Sáng nay thì một bác cũng đến ở Hưng Yên đến mua Morning này. Một bác thì đến cọc Hyundai i10 màu đỏ này. À Kia Morning đỏ này. Về rất là nhiều luôn ạ. Em chào bác Nguyễn Viên này. Cọc rồi, sáng nay là cọc 2 xe rồi. Accent là hết rồi, hôm qua tối qua cũng muộn ơi là muộn cũng chốt accent rồi. Thế là hết accent rồi. Em sẽ đi một vòng để khách hàng nhà mình nhìn này. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại dưới cái phần bình luận bài viết của em nhé. Rất là nhiều xe đẹp luôn ạ. Đấy các bác thấy khách này, tại mưa phát là ngon ngay. Mở màn ngày hôm nay là một em i10 bản đủ 1.0 đời 2014 số tự động đẹp đấy ạ. Bản đủ này, có 4 mắt cảm biến va chạm này. Biển 34 này. Chào bác anh Dương Công Việt này. Chào bác Lý Hải Nam này. Bác Lý Hải Nam lâu lắm mới xem live stream của em Hương này. Mỗi hôm mà nó nắng quá thì em hay live tối. Nhưng mà hôm nay Hải Dương nó mưa. Mát giờ là em vẫn được live trưa. Live trưa thì nói là được lâu hơn. Chào bác Gia Hân nhé. Chia sẻ của em đây nào. Rất là nhiều mẫu xe nhé. i10 đời 2014 bản nhập khẩu Ấn Độ này. Và điều đặc biệt là em này là số tự động đẹp nhé. Bản 1.0. Đầy đủ cho em là túi khí này, đề lỗ thông minh này, màn hình giải trí này, đời 2014 và là số tự động đẹp đấy ạ. Lước sơn màu bạc đẹp luôn. Ở trên cánh cửa thì có nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Đấy, hai bánh trước là phanh ABS đầy đủ cho em nhé. Đời 2014, 295 triệu ạ. Chào bác Hiền Thủy này, chào bác Giang Hân nhé. Chia sẻ cho em Hương lên trang cá nhân và hội nhóm này. Số điện thoại thì em đã ghi ở dưới màn hình rồi. 0354602790. Nhấc máy lên và để em Hương tư vấn cho mình này. Có con nào 3 lít quay đầu không em? 3 lít thì anh muốn mua số sàn hay số tự động ạ? Với phân khúc cửa tiền thì 300 triệu mua rất là nhiều xe anh ạ. Em chào bác Thôi Thuyền Xa Bến này. Anh Lý Hải Lam ơi, 3 lít mà một đầu thì có thể đi i10 bản đủ này, 295 triệu đời 2014 nhập khẩu số tự động đẹp. Còn nếu như mà 3 lít nữa thì có thể đi i10 anh nhá. À i30. i30 số tự động 308 triệu. Bản nhập khẩu Hàn Quốc, bản Crown full kịch này. Đấy anh này, 308 triệu nhá. Bản cao cấp full kịch có cửa lock đầy đủ cho em này. Đấy. Em cảm ơn là nhiều xe đẹp quá này, bản i30 nhá.
biển 29 này, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau này. Đấy là 308 này. Còn hơn 300 một chút thì có cả Hyundai Avante nữa, đời 2011 số tự động này, 1.6 này. Hyundai Avante bản này cũng có cửa lock cho em, 328 triệu. La răng thể thao đẹp rồi. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Khách hàng chỉ cần để lại số điện thoại này, bình luận vào đây để em nhìn thấy này. Ở bên đây thì có một chiếc xe Hyundai Avante nhưng mà số sàn nhá. Anh Đỗ LT ơi, hôm qua con Vios thế nào anh? Xe thì tư nhân, đẹp cực luôn và là số tự động đẹp bản CVT đấy ạ. 279 triệu nước sơn màu đen đẹp cho chiếc xe Hyundai Avante. Biển 34 này. Tối mưa. Đèn pin salon, à đèn halogen ạ. Chiếc này là đời 2014. Khách đến bảo là lại live chưa à? Vâng, tối luôn, sợ mưa không live được. 279 triệu cho chiếc xe Hyundai Avante đời 2014. Bản này là bản lắp ráp trong nước. Động cơ trang bị là 1.6 ạ. Chào anh Hạnh Lê này, Lê Văn Hạnh này. Rất là nhiều xe luôn. Số tự động có, số sàn có này. Còn bên đây thì có một cặp Kia Morning nhưng mà đăng ký 2 chỗ ngồi, biển D nhá, 34D này. Kia Morning Van đời 2011 nhập khẩu, số tự động đẹp, em đang bán là 205 triệu. 205 triệu cho chiếc xe Kia Morning Van đây ạ, đời 2011. Em này là một em bán tải siêu mini, sẽ phù hợp hơn với những bác nào mà đi, những bác nào mà đi chở hàng này, chở đồ thì rất là ok nhá. Chở người thì nó mức độ hạn chế, con mà dưới 16 tuổi thì mới đi được, còn không là phải hai vợ chồng thôi. Chủ yếu em này sinh ra là chở hàng này. Còn bên đây thì một em Kia Morning bản Sport đẹp mà giá cũng cực đẹp luôn, 150 triệu cho chiếc xe Kia Morning bản Sport biển 29 thủ đô Hà Nội. Lên la răng đẹp rồi, xin nhan trên gương này. Kia Morning bản Sport 150 triệu ạ. Chào anh Nguyễn Trường này, chào anh Hải Nam. Các anh ơi đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Rất là nhiều dòng xe đẹp. Cửa tiền chỉ từ 66 triệu là khách hàng nhà mình có xe ô tô đi rồi. Một siêu phẩm xe DX đây ạ. Vâng, em chào anh Lý Văn Dậu này, chào anh Là Văn Trung này. Cửa tiền đây các bác này, xe DX, một em siêu phẩm xe DX nhập khẩu, biển 99 đẹp, nước sơn màu đen. Đời 2011 nhưng đăng ký là đời 2010, nhưng đăng ký là 2011, bản này là bản nhập khẩu cho em. Động cơ trang bị là 1.6 này. Xe CDX thì với cái form dáng và cửa tiền hơn 200 thôi thì khách hàng đi một dòng xe CDX quá đỉnh luôn. Màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, túi khí an toàn đầy đủ cho em nhé. Đầy đủ túi khí an toàn cho em. CDX số tự động đẹp, sấy sưởi kính có này. Đầy đủ luôn ạ. Và giá chào bán là 260 triệu. Cho chiếc xe DX đời 2010 và đăng ký là 2011 này. Đấy, biển 99 này. Còn ở đây thì em có một siêu phẩm này, ba biển 34 là một em Chevrolet Cruze. Em này thì cũng là số tự động đẹp cho em này. Tiền thân của CDX đây là Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze em đang bán với giá là 268 triệu. 268 triệu, động cơ cũng là 1.6 giống CDX. Và giá chào bán chỉ có là bao nhiêu? 268 triệu. Giá này em vẫn thương lượng thêm về giá này. Vẫn thương lượng thêm về giá này. Chevrolet Cruze. Tối hôm qua mát thế mà không thấy em lên live. Thôi trưa qua nó cũng mát nên là em live trưa. Một ngày em chỉ dành ra một tiếng để live thôi anh ạ. Chứ nếu như live hai tối, một ngày hai buổi live các bác cũng không xem hết được. Nên là em nếu mà chưa em like rồi thì tối không like nữa. Hôm nay Hải Dương lại bắt đầu có cơn mưa này, em sợ tối lại mưa. Nên em sẽ like trưa nhá. Chào bác Khiêm Candy Vũ này, chào bác Hà Thu này, chào bác Trường Lê này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ yêu thương hộ em lên trang cá nhân và hội nhóm nhá. Rất là nhiều dòng xe luôn. Cửa tiền chỉ từ 66 triệu là có ô tô đi rồi. Chào bác Lê Thọ này. Một em biển 37 La City. La City EX nhưng em này là biển 37, 150 triệu đời 2009. Form dáng sedan 2 đầu và là máy to nhá. Máy to cực khỏe cho em luôn và giá cực bèo nhèo này. 150 triệu thôi ạ. 150 triệu là có bản sedan 2 đầu đi. Còn i10, Kia Morning, Hyundai thì bên em giờ nó là đẳng cấp rồi, rất là nhiều luôn. Một em xe i10 đời 2016 bản nhập khẩu, số sàn, bản này là một bản 1.0 này.
giá chào bán cho em i10 này chỉ có 230 triệu thôi. Cam hành trình có rồi nhưng nó bị tuột cái keo ra, nên là khi nào các bác ấy thì em sẽ lắp lại nhá. Ghế da đẹp, màn hình giải trí này đầy đủ cho em rồi. i10 230 triệu đời 2016. Đây là i10 bản thiếu này. i10 bản thiếu số sàn đẹp. Cam hành trình có, cam lùi có, màn hình giải trí có này. Chào anh Tua Ngọc, chào anh Hà Nguyễn này, chào bác Trường Lê. Anh Tua Ngọc, anh Trường Lê ơi, chia sẻ cho em nào anh Hà Nguyễn ơi. Rất là nhiều xe luôn ạ. Một em xe Kia Morning với lốp sơn màu đỏ đẹp, đời 2015, biển 14, em quay rõ cả biển này. Đèn halogen này có, đèn phá xương có luôn cả gẹt gầm nhá. Giá thì có 199 triệu đời 2015. Với lớp sơn màu đỏ đẹp, form dáng này cực kỳ thể thao cho em luôn. Một cái màn hình cỡ vừa, ghế da đẹp rồi. Và giá cực yêu luôn ạ. 199 triệu, chưa đến 200 triệu là đã sở hữu rồi. Hồ sơ để em Hưng rút cho mình, không phải đi lại vất vả này. Đăng ký đăng kiểm của em này thì là hết rồi. Nếu như các bác mà chốt này em sẽ lại bao một cái đăng ký đăng kiểm này. Cảm ơn anh Hà Nguyễn, anh Hà Nguyễn chia sẻ cho em ạ. Còn bên đây là một em xe Vios, thương hiệu rồi, đã là Vios đó là thương hiệu rồi. Ăn sâu vào tiềm thức khách hàng Việt Nam rồi, nó chính là gì? Bền bỉ này, lồi đồng gối đá này, tiết kiệm nhiên liệu này. Một chiếc xe Vios đời 2011 em đang bán là 210 triệu đồng với lớp sơn màu trắng đẹp. Đèn là đèn halogen, lên bộ la răng thể thao, động cơ trang bị là 1.5. Ốp hết mạ chrome, lẹp chân kính cũng như tay lắm cửa cho em rồi. Ghế da bên trong cũng là một bộ ghế da mới đẹp luôn ạ. Màn hình giải trí cỡ vừa, nghe gọi rảnh tay rồi nhá các bác nhá, đầy đủ rồi. Và quan trọng là 210 triệu đồng vẫn thương lượng về giá, vẫn bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Lốp sơn thì màu trắng đẹp, đi gia đình cũng ok, dịch vụ cũng là hoàn hảo nhá. Màu trắng thì có thể chạy thêm đá đưa một chút là hoa cưới hỏi này. Đây là mục đích khách hàng đi xem xe thì sẽ làm thêm những cái như là dịch vụ hoa cưới hỏi. Chào anh Đại Hải này, chào anh Nguyễn Linh này, chào bác Hà Babi nhé, chào bác Lam Hường, chào anh Trung Siun này, một ộp ba Trung Siun này. Một siêu phẩm CDX với lớp sơn màu bạc, thời điểm hiện tại bên em nhiều CDX lắm. Phong thủy màu lào, màu xanh đá này, hay là phong thủy màu đen, hay là phong thủy màu bạc thì bên em đều có luôn. CDX đời 2009 bản nhập Hàn, động cơ trang bị là 1.6 này, em đang bán là 239 triệu, chưa đến 240 triệu này. Túi khí an toàn này, tổ hợp phím bấm chân vô lăng này, nghe gọi rảnh tay. Em này có cả đề lổ thông minh. Và đã là CDX thì sẽ có cửa lock cho em. Điều mà em thích ở một chiếc xe với cửa tiền hơn 200 là form dáng thể thao, đi thì khỏe mà nhìn rất là trẻ trung này các bác nhìn này. Đấy, là còn có cửa lock nhá. Cửa lock mà nhà có trẻ nhỏ hay đi mấy cross thì đi với người yêu thì quá là đẳng cấp luôn. 239 triệu này. Cảm ơn anh Hà Nguyễn ạ. Chào bác Ngô Hùng, chào bác Trang Vũ này, chào bác Nguyễn Văn Dũng này. Đừng quên những lượt like cho em ạ. Số điện thoại em đã ghim trên đây rồi, 0354602790. Địa chỉ showroom bên em là 51 Thanh Xá, Nên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong rằng sau những buổi live stream này, khách hàng nào nhìn thấy định mệnh của mình mà muốn xem xe thì đến trực tiếp bên em xem và chạy thử nhé. Hôm nay thì khách hàng ở bên Hương Yên sang, nhìn phát hai vợ chồng cho cả con sang, đã đánh luôn một chiếc xe Kia Morning màu vàng mới đem về rồi. Hợp phong thủy mà, hợp phong thủy mới màu vàng là quất luôn thôi. Còn đây thì em có một em siêu phẩm Kia Rio. Kia Rio nhưng em này là số tự động, đời 2016 nhập khẩu, động cơ trang bị là 1.4. Em đang bán là 395 triệu cho chiếc xe Kia Rio đẹp đây ạ. Đời 2016 nhá, bản nhập khẩu là nhập Hàn nguyên chiếc này, số tự động đẹp. Bên em hiện tại bây giờ đang có 4 chiếc xe Kia Rio, 2 số sàn và 2 số tự động. Số sàn thì em có 2 chiếc màu trắng đời 2015, hơn 300 một chút, bản nhập Hàn nguyên chiếc, xe cực đẹp luôn. Em này thì 395 triệu đời 2016 nhập Hàn đấy ạ. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 2023, còn xa tít bù khơi. Còn bên đây thì có một chiếc Spark 93 triệu, cắt xả lỗ cho mình luôn, còn 85 triệu cho chiếc Spark tập lái với lốp sơn màu đỏ đây ạ. Spark tập lái lốp sơn màu đỏ đẹp đây. Nói chung là nếu như mới lấy bằng, tay nghề còn chưa cứng cáp thì các bác cứ đi tạm những dòng xe vài chục triệu thôi. Không việc gì phải ngại cả, không phải là đi mua ô tô ít tiền mà ngại đâu ạ. Quan trọng là mình gì? Một là tránh mưa tránh nắng này, hai là mình với cái tay nghề mình nó còn lon thì mình cứ đi tay xe tập lái đi. Đi lửa miền Bắc cho em, các bác đừng có nghĩ là xe ít tiền là vừa đi vừa đùn nhá, không có đâu.
Chẳng qua là nó hơi ít tiền thì nghe tên giá là buồn cười thôi, chứ còn xe còn rất là ngon luôn. Đến bản thân bọn em bán xe cũng chỉ đi những dòng xe đấy thôi. Tiết kiệm nhiên liệu mà, động cơ 0.8 thì không bằng một chiếc xe máy. Còn bên đây thì có một em siêu phẩm Captiva đời 2007 này. Em này là 7 chỗ ngồi và số sàn đây. Đầy đủ cho em này, hỗ trợ trơn trượt này, hỗ trợ đổ đèo này, căn chỉnh này, đầy đủ nhá. Đầy đủ hỗ trợ trơn trượt, đầy đủ luôn. Mà em này 7 chỗ ngồi mà giá rẻ này, 210 triệu đồng cho chiếc xe Captiva màu đồng đẹp bên em ạ. Captiva 7 chỗ ngồi giá rẻ 210 triệu đồng. Chống trơn trượt, chống đổ đèo, cam hành trình, cam lùi có ạ. Đèn pha là đèn bi salon. Đèn dưới là đèn gầm đầy đủ này, biển 88 Vĩnh Phúc này. Hoặc nếu như không thích Captiva thì em có luôn cả xe Innova. Em này thì nếu mà thú thật về giá thì nó hơi cứng một tí, nhưng mà vì em cũng mua cứng nên là các bác nào đến thì em sẽ để cho mình giá gọi là thương lượng đi, ăn mỏng đi một tí này. Innova bản G đời 2007, số sàn 7 chỗ ngồi đây, 8 chỗ ngồi đi, Innova phải 8 chỗ ngồi rồi. Biển 20 nhá các bác, nhìn biển 20 này. Xe cực đẹp cho em luôn, 240 triệu, bao rút hồ sơ, vẫn thương lượng thêm về giá. Các bác nhìn một em Innova đời 2007 này. Phải nói là bác chủ cũ là một người cực kỳ yêu xe. Hôm qua thì em đã lên video test cái màn hình của chiếc Innova này rồi. Nghe nhạc Bolero đó phải là thôi đỉnh luôn. Mặc dù em trẻ nhưng mà nghe cái dòng nhạc Bolero vẫn rất thích nhất này. Màn hình giải trí, ghế da đẹp. Đây các bác nhìn cho em này. Từ phần táp ly cửa đã nhìn ra được chất lượng xe như thế nào rồi. Táp ly này, táp ly của bác Tài nhá. Táp ly sử dụng nhiều nhất này. Mà vẫn giữ nguyên được cái miếng da nguyên bản này, thông hơi thoáng khí cho em nhé. Innova 240 triệu đời 2007 bản G đẹp ạ. Em chào bác Đoàn Lan Anh này, chào bác Nguyễn Đức Anh này, chào bác Khang Vũ, chào bác Vũ Nhạn và chào bác Quy Vân Anh đúng không ạ? Innova của em đây ạ, giá này có hơi cứng một chút, em cũng công nhận là giá hơi cứng một chút. Vì sao? Vì xe nó quá là đẹp, bác chủ cũ là tư nhân nên là giữ được một cái form dáng xe. Dù em biết là cứng nhưng em vẫn nhập. Em sẽ để giá đẹp cho mình nhá, 240 triệu bao rút hồ sơ và vẫn thương lượng thêm. Còn bên đây thì sáng nay thì em đã viết giấy cọc em xe i10 màu đỏ rồi. Sáng nay khách đến cọc chợ rồi nên là em bỏ qua em này. Và bên đây thì có một em siêu phẩm đây ạ, bán tải D-Max Isuzu đời 2016 và đăng ký tháng 12/2017 này. Tuổi của em nó là tương đương với lúc 2018 thì chạy rất là ít rồi. Một dàn lốp mới, lốp xô cua còn chưa hạ này, lốp phụ đấy ạ. Lốp xô cua đấy ạ, là chưa hạ đâu ạ. Hai cầu máy dầu số tự động, hỗ trợ trả góp đến 60% giá trị xe. Tức là 535 triệu, các bác chỉ cần có hơn 200 một chút thôi, 200 thôi là đánh xe về rồi. Đèn bi salon nhá, đèn gầm đầy đủ cho em. Isuzu D-Max này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1/2023, nước sơn màu đỏ đẹp, không phải đỏ ngoa ngoắt đâu ạ, mà một cái màu đỏ cam, rất là đẹp luôn. Màn hình có rồi, cam hành trình, màn hình cũng to đùng luôn, ghế da zin, máy số zin, test hãng toàn quốc cho em đủ 36 tư thế cho em nhé. Và em này thì thiết kế như là bao nhiêu này? Riêng em này thì thiết kế hai làn cốp, phía trước cốp phụ như thế này nhá. Cốp ở dưới này để đồ này, cốp ở trên thì có cả một hai cái tàu như thế này cho em. Sạc pin vào đây, để điện thoại lên đây sạc pin, ok các bác nhé. Đó, thiết kế của em bán tải Isuzu D-Max này. Còn bán tải thì bên em rất là nhiều luôn. Chỉ từ 415 triệu là có bán tải đi. Còn em này là máy cầu, máy dầu 2 cầu, 4x4 là 2 cầu các bác nhé. Nhìn cái sticker họ dán thôi là mình đã biết được, à em này là 2 cầu rồi. Isuzu, tinh tế luôn, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn ạ, chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Chiếc Vios 2010 có trả góp không chị? Để giải đáp cái vấn đề trả góp của anh Lê Hoàng cũng như là nhiều khách hàng quan tâm thì em cũng nói luôn này. Điều kiện trả góp bên em là gì? Thứ nhất là mình không lọ, không báo xấu. Thứ hai, giá trị xe mà mình, chiếc xe mình muốn mua phải trên 300 triệu trở lên. Thứ ba là xe từ đời 2015 trở lên thì mới hỗ trợ trả góp được. Với cái chiếc xe mà anh Lê Hoàng chọn thì em không thể trả góp được vì bên ngân hàng không trả góp anh nhé. 2015 trở lên và giá trị xe là từ 300 triệu trở lên thì mới hỗ trợ trả góp được. Em chào anh Trần Thái này, Trần Khái này, chào anh Việt VTV này, chào anh Nguyễn Quang Tuyến này. Bên đây thì em lại có một Captiva đời 2007 2.4. Em đang bán là 215 triệu.
215 triệu cho siêu phẩm Captiva đây ạ. Em này là số sàn này, 7 chỗ ngồi, bên em có Captiva này, Innova này, Kia Zondo máy dầu này. Rất là nhiều sự lựa chọn nếu như khách hàng nhà mình chở khách mà 7 chỗ ngồi nhá, hoặc đi gia đình đông người thì 7 chỗ ngồi đây ạ. Em này giá rẻ này, cửa tiền trên 200 thôi. Em chào anh Nguyễn Quang Tuyến này, chia sẻ cho em lên đi ạ. Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm này. 215 triệu cho chiếc Captiva số sàn đời 2007 này. Và 5 chỗ gầm cao thì em có một em Zoti T600. Em Zoti T600 này là đời 2016. Bản này là bản full công nghệ đây ạ. Sorento, anh Vinh Sport ơi, Sorento bên em có màu đen nhá. Sorento bên em có màu đen 385 triệu số tự động, còn màu đỏ thì em không có ạ. Còn ở đây thì em có một em Zoti T600. Máy hệ điều hành của em nó là máy Mitsubishi. Và em này có một điều đặc biệt là có một cái cửa trời toàn cảnh full HD và không hề che một chút nào. Xe thì rất là đẹp luôn. Đầy đủ công nghệ, đầy đủ option. Từ cái màn hình cũng là màn hình ZTEC xịn này, điều hòa auto. Và em này có một cái chế độ hóng hớt, tức là giống như mấy bà hàng xóm nhà mình. Vô lăng quay đến đâu thì em này hóng theo đến đấy ạ. Chỉ cần quay vô lăng thôi là đèn pha nó sẽ hóng theo đến đấy luôn, rất là hóng hớt luôn. Khóa điện, khóa phanh tay của em này là khóa điện cho em nhé. Số tự động đẹp 320 triệu. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Nói chung là em này là ông hoàng công nghệ rồi. Ông hoàng công nghệ cho chiếc xe Zoti T600. Mà giá cho 5 chỗ ngồi gầm cao này chỉ có 320 triệu. Ghế da đẹp luôn, cửa sổ toàn cảnh này. Toàn cảnh full HD không che một tí nào. Phía sau xe thì có cho em là 4 mắt cảm biến va chạm này, cam lùi có, cam hành trình có, và em này là bản 2.0. Máy là máy Mitsubishi nhá. La răng thể thao, phanh lốp to. Đứng lên ngang người em Hương luôn. 320 triệu cho chiếc xe Zoti T600. Một bầu trời công nghệ hội tụ hết vào đây. Đèn bi salon, đèn gầm có giải đèn nét, cam hành trình, cam lùi, cảm biến đầy đủ luôn. Bên cạnh chiếc Zoti T600 thì em có một chiếc Chevrolet cờ đuôi biển 34 bánh đậu xanh này. Em Zoti này cũng là biển 34 bánh đậu xanh này. Em quay rõ cả biển nhé, để khách hàng để ý này. Chevrolet cờ đuôi đời 2012, nước sơn màu trắng đẹp, 258 triệu. Động cơ trang bị 1.6 số sàn, bản này là bản lắp ráp trong nước này. Chevrolet cờ đuôi, nước sơn màu trắng đây ạ. Form dáng thể thao và cực trẻ luôn. Màn hình giải trí cỡ vừa. Đây các bác nhìn cần số này sáng choang luôn. Và bên trong em này rất là trắng rồi lại còn thơm nữa. Mở cửa ra nó không khó chịu mùi da đâu ạ, mà rất là thơm. Những bác nào mà bà xã hay là mẹ hay là vợ mà hay say xe thì đi những dòng xe này không bao giờ say xe này. Bác chủ cẩn thận đến nỗi phần táp lô và phần táp ly phần ở dưới này bọc hết da 3D đẹp cơ mà. 258 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi với nước sơn màu trắng đẹp ạ. Chào bác Trung Tinh, chắc là Trung Tình rồi. Chào bác Trung Tình này, chào bác Nguyễn Hiệp, chào bác Toản Nguyễn Hữu này, chào anh Nguyễn Văn Triền, chào anh Kim Nguyễn này, chào anh Nguyễn Quang Tuyến này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm nào. Ở đây thì em có một chiếc xe 7 chỗ ngồi nữa đây. Một em Granit đời 2005. Bản này là 7 chỗ ngồi số tự động, bên em rất là nhiều 7 chỗ ngồi luôn. Granit 7 chỗ ngồi số tự động đời 2005 đây ạ. 255 triệu màn hình có này. Sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, số tự động đẹp đây ạ. Nhìn cái nội thất bên trong quá là đẹp luôn. Con be chen Rolex, con nào nhỉ? Con Chevrolet cờ đuôi đúng không anh Trung Tính? Granit này em đang bán là 255 triệu. Anh Trung Tính ơi bình luận lại hộ em này. Chevrolet cờ đuôi đúng không anh? Chevrolet này em đang bán là 258 triệu, số sàn đẹp ạ. Chụp lại cho em biển số này, xong là kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương gửi cho hình ảnh và video chi tiết nhé. Anh Trung Tình đúng không anh? Chevrolet bao nhiêu? Đây đúng rồi, Chevrolet cờ đuôi 258 triệu, nước sơn màu trắng đẹp luôn. Em này là đời 2012, số sàn ạ, em này là số sàn nhé. Order chuẩn của em này là 10 vạn đời 2012. Đọc luôn cả order luôn để bác dễ tham khảo này. Chào bác Hậu Nguyễn Đình, Hậu Nhữ Đình này. Và em chào bác Nguyễn Thùy này. Nào khách hàng ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. V
về liên tục cập nhật, liên tục rất là nhiều mẫu xe. Anh Trung Tính ơi, để lại số điện thoại cho em nhé, rồi một chút nữa em sẽ kết nối Zalo cho anh ạ. Chào bác Phạm Thiết này. Một em Ghetto đời 2009 bản nhập khẩu này. Ghetto đời 2009 bản nhập khẩu 158 triệu đây ạ. Ghetto nhập khẩu thân vỏ cực kỳ chắc chắn, số máy êm, điều hòa mát lạnh. 158 triệu có Ghetto đi này. Còn bên đây thì có một em Kia Morning với nước sơn màu vàng đẹp, biển số là 88 Vĩnh Phúc này. Em Ghetto kia là biển Hà Nội ạ. Em đã nhìn thấy số điện thoại của anh Trung Tình rồi, một chút nữa thì em sẽ xuống live và gọi cho anh nhé. Biển 88 này, Vĩnh Phúc đây ạ, Kia Morning nước sơn màu vàng đẹp. Giá chào bán là 235 triệu. Phù hợp với bác nào có vợ mà cũng có bằng lái xe này, bằng B1 thì đi em này quá là êm này. Em này là bản nhập Hàn, không chỉ có sấy sợi kính mà có luôn cả sấy sợi ghế cho em này. Túi khí an toàn, ghế da thì đẹp căng. 238 triệu cho chiếc xe, hai vợ chồng cùng đi được. Kia Morning màu vàng zin đẹp, 235 triệu. Nhập Hàn cho em nhé, sấy sợi kính có, sấy sợi ghế có. Khi mà khách hàng mua xe bên em, dù là 60 triệu hay 50 triệu thì em đều cam kết không đâm xô và không ngập nước. Cam kết được ghi trực tiếp giữa bên mua và bên bán, ký kết đàng hoàng, không phải nói bằng nước bọt đâu đây các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Còn bên đây thì có một em Chevrolet Cruze với nước sơn màu đen đẹp. Có con nào đời 2014, 16 mà tầm 250 triệu à? 250 triệu thì em có xem nào. Số sạc hay số tự động anh? Anh Trung Tính ơi, số sạc hay số tự động? Chevrolet Cruze đời 2011 em đang bán là 240 triệu. Còn nếu như anh thích một chiếc xe i10 vừa tiết kiệm nhiên liệu, thân vỏ cực kỳ chắc chắn mà không hề bị hỏng vặt, thì em có một chiếc xe i10. Nhưng điều đặc biệt là em này là bản sedan 2 đầu, form dáng không phải là chim cánh cụt đâu ạ, mà form dáng thon dài đẹp đây ạ. Đời 2015 i10 nhập khẩu đây. Nếu như mà anh Trung Tình mà thích xe màu trắng đẹp, số sàn nhập khẩu đời cao đây, thì em có i10 đời 2015. Đời 2015 đây anh ơi, 2 đầu luôn. i10 đây, màn hình giải trí đầy đủ cho em này, bọc hết cả trần ni lông đẹp rồi. Một đầu bên em rất là nhiều, nhưng hai đầu thì cực kỳ hiếm luôn. Rất ít khi về được một mẫu xe Hyundai i10 hai đầu đẹp. Ốp mạ chrome chân tay nắm cửa này, lẹp chân kính đầy đủ rồi. 238 triệu thôi, đời 2015, bản nhập khẩu, biển là biển 34 này. Biển 34, cam lùi có, cam hành trình có luôn. Hai đầu đây anh Trung Tình nhá, em chào anh Nguyễn Nam này. Cảm ơn anh Bùi Tấn là nhiều xe đẹp quá. Chào bác Khiên Phạm, chia sẻ nào các anh các chị ơi. Chào bác Thùy Dung. Anh Nguyễn Nam ơi, chia sẻ cho em Lê Hương chân dài nào. Mát giờ như này em lại like trưa nhá. Còn nếu như mà lắng quá thì em sẽ phép like tối. Để bảo vệ cái làn da châu Phi, cũng như là nó không bị mệt. Chào bác Phạm Vân này, cảm ơn bác Xuân Cường nhiều xe đẹp quá này. i10 đời 2015 bản nhập khẩu, động cơ chỉ có 1.2 thôi, xăng đắt như này các bác cứ mua 1 chấm đổ về với 1.2 thôi. Thì có i10 nhá, màn hình giải trí này, ghế da đẹp, số máy ngon, không đâm xô và không ngập nước, hồ sơ đầy đủ cho mình. Và em đã check rồi, bất kể mua một chiếc xe là bên em cũng không hề bị phạt nguội. Vì trước khi là người mua thì em cũng trước khi là người bán thì em cũng là người mua, nên là tâm lý chung em hiểu này. Rẻ này, tiết kiệm này, bền này. Đấy, an toàn cho người sử dụng là em sẽ những cái tiêu chí đấy hàng đầu cho em rồi. 238 triệu anh Trung Tình nhá, nếu mà ưng chốt luôn trên livestream cho em thì cái giá ngày hôm nay nó sẽ còn đẹp nữa cơ. Em Hương tính là hơi men men một tí. Nếu như trên livestream bác nào mà bảo chốt, em sẽ để cho mình cái giá giật mình ngã ngửa luôn. Chào anh Trần Thạo này, chào anh Nguyễn Hải này, chào anh Nhu Ngô này. Ủa ôi các anh ơi, chia sẻ cho em đi. Mát giờ như thế này, mát giờ như thế này mà livestream thành công như thế này là chốt là cứ thế là giảm thôi. Chào bác Nguyễn Lung à. Bác Nguyễn Lùng à. Em xin lỗi, tên nó không có dối, không hình dung đọc cái kiểu nào. Một em 7 chỗ ngồi số tự động đây. Từ nãy giờ 7 chỗ ngồi nó phải rơi vào chục chiếc rồi. Mazda Fremacy đời 2003 số tự động đẹp, 7 chỗ ngồi số tự động, động cơ 1.8 đời 2003. Em này cắt nó rồi. Rất là xinh gái luôn. Nhiều lúc xe cũng như người, rõ ràng xinh gái trắng trẻo nhưng không có người yêu. Đây ạ,
162 triệu cắt nỗ này. Cắt bao giờ bao giờ, cắt bao nhiêu cho phù hợp với em này nhỉ? Xe sinh gái hơn cả người. Đúng là nhiều lúc xe với người không biết đâu một lần. Rõ là sinh gái và rõ là chịu khó mà vẫn đế. 162 triệu cắt còn bao nhiêu? 100 đầu năm đi. Đặt đầu năm bao nhiêu thì để lại số điện thoại cho em. Em sẽ để cho mình một cái giá giật mình luôn. Em chào bác Thắm Đoàn này. Còn bên đây những bác nào khu vực cao hoặc là hay đường trũng hoặc là đường cao mà muốn đi Isuzu máy dầu vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa cao thì em có hai chiếc xe Isuzu. Isuzu 160 triệu Highlander đời 2006 này, chỉ có 160 triệu thôi, máy dầu đấy nhá các bác nhá. Còn đây thì có Isuzu đời 2003 và em này là 140 triệu. Một cặp sinh đôi Kia Morning thì hôm nay đã tách đàn một em rồi, một em về làm dâu Hưng Yên rồi. Về làm dâu Mỹ Hào Hưng Yên. Còn một em này cô đơn quá, các bác làm lốt cho em nó về làm dâu đi ạ. Hương nói nghe như gái Mường Hòa Bình say rượu. Hôm nay em có một bác khách hiện nay đến từ sáng. Nhưng mà vì bác đấy ở khu vực biên giới giữa Lào, xong bác lại còn là dân tộc Thái nữa mà bác đấy đến bắn cho một trắng không thể hiểu được. Chiều nay em sẽ đăng video một cái bác đấy đến xem xe, cả nhà đến xem xe rất là dễ thương luôn. Chào bác Đặng Văn Huy này, chào bác, ngày mai tươi sáng này, 60 khách hàng của em đâu rồi, chia sẻ cho em lên nào. Kia Morning đời 2016 này, bản này là bản lắp ráp động cơ trang bị 1.2. Em đang bán là 215 triệu, ghế da đẹp căng, màn hình OLED này, bọc luôn cả vô lăng, hình da rắn da rồng gì rất là đẹp. 2015 màn hình giải trí là màn hình OLED nhá, màu vàng zin, nói không với đổi màu nhá. Nói không với đổi màu các bác nhá. Màu vàng zin đẹp cho em, 215 triệu bao rút hồ sơ. Một cặp song sinh thì nay một em lấy chồng rồi, bỏ nhà theo giai rồi, về Hưng Yên rồi. 5 chỗ ngồi gầm cao chân dài đây, nước sơn màu đỏ, biển số màu trắng này, da trắng môi đỏ đẹp đây ạ. Eco Sport bản Titanium cao cấp nhất, nhưng điều đặc biệt là 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng giá chỉ đầu 3 thôi. 385 triệu cho em Ford Eco Sport này, bản 6 túi khí, bản Titanium cao cấp nhất đời 2015. Các bác nhìn cho em này, đây, nội thất bên trong này. Đầu đài nguyên bản theo xe, có một cái màn hình cỡ vừa vừa bé bé này, sấy sưởi kính này, đề lỗ thông minh này, ghế da zin luôn. Và đã là Eco Sport bản cao cấp thì sẽ có cửa lock cho em. Và bác này cũng trần luôn một cái trần da 3D cực đẹp cho em nó này. 385 triệu đời 2015. 5 chỗ ngồi gầm cao chân dài đây ạ, thoáng đãng nhá. Cao dàn mát máy là em này đây. Xi nhan trên gương. Động cơ trang bị là 1.5 số tự động đẹp ạ. La răng hoa mai, phanh ABS đầy đủ cho em. Quá là tuyệt vời cho một em Ford Eco Sport bản Titanium cao cấp này. Biển 35 ạ. Còn nếu như mà các bác thích nước sơn màu đen mà cũng 5 chỗ ngồi gầm cao, cao cầu, cao dàn mát máy thì em có Eco. Và bên cạnh Eco em còn có cả Tucson. Tucson nhưng điều đặc biệt là em này là máy dầu số tự động một cầu đời 2010, bản nhập khẩu đây ạ. Giá chào bán là 535 triệu. Máy dầu, bản này là bản nhập Hàn cao cấp cho em đây ạ. Em này có cả cái sấy sửa kính này, sấy sửa ghế này, đầy đủ đề lỗ thông minh này, có luôn cả cửa lock này. Nhưng em này là có một cái hệ thống là chốt cửa tự động, chỉ cần cầm chìa khóa ra ngoài thôi là gương kính tự động cụp vào như thế này. Vì khá là cao so với những cái bác nào mà yêu những cái chị mét rưỡi đổ lại thì nên là thiết kế luôn cả kệ bước chân lên nhé. Và điều đặc biệt là trong thời kỳ đập đăng xăng đăng đắt như này thì máy dầu là một cái sự lựa chọn hoàn hảo này. Đèn là đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi cho em. Hạ 535 triệu, cửa lock cam hành trình đầy đủ, cảm biến va chạm không thể thiếu. Máy dầu này. Em chào bác Mai Phương, chào bác Huỳnh Minh Hiếu này, chào bác Ngọc Hiếu này, chào bác Di Ken này, chào anh Mai Phương Đinh Việt này. Các anh ơi, chia sẻ cho em lên nào, để lại số điện thoại cho em. Chào bác Phạm Vân này, để lại số điện thoại cho em nào. Bên đây thì em có một em xe mẹc đời cao, à mẹc hạng sang đây, nhưng mà giá cực rẻ nhá. Mẹc 199 triệu, chưa đến 200 triệu, các bác có thể đi xe mẹc cho em. Nhiều bác nghĩ là xe mẹc sẽ là đắt này, tốn xăng này, nhưng không ạ, hệ điều hành thiết kế của xe mẹc cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Vừa rồi khách hàng nào hỏi em là về chiếc xe Sorento thì bên em có một em xe 7 chỗ ngồi và cao dàn mát máy đây, 7 chỗ nhưng mà form dáng cao lắm ạ.
Kia Sorento đời 2009, số tự động 7 chỗ ngồi. Đặc trưng của Kia là cái mặt lưới tản nhiệt này, nhìn phát là ra Kia luôn. Đèn bi salon, đèn gầm có, phá xương có này. Kia Sorento đời 2009, động cơ trang bị 2.4, 7 chỗ ngồi, số tự động, bản lắp ráp. Em đang bán là 375 triệu, em này cắt rồi đấy. Rất là xinh gái luôn. Cao, thoáng, thơm mà là ế. Người đã ế là đánh xe cũng ế luôn. Em này có cả khóa cầu vi sai này, cụm đèn pha thiết kế cực kỳ tinh tế luôn. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng đề lỗ thông minh. 7 chỗ ngồi gầm cao đẹp căng luôn. Kia Sorento 375 triệu. Auto kính này, mở cửa có đèn cảnh báo luôn. Ghế là ghế chỉnh điện 8 hướng cho em. 7 chỗ ngồi gầm cao cực kỳ cao luôn. La răng thể thao, phanh ABS luôn. Độc cái phần mặt ga lăng đứng đến ngang người em Hương rồi, thì các bác thấy một cô gái mét gần mét 7 như em thì rất là cao luôn. 375 triệu ạ. Còn nếu như không thích 7 chỗ ngồi gầm cao máy xăng thì em có 7 chỗ ngồi gầm cũng cao này, và là máy dầu nhá. Biển 37A, nước sơn màu trắng đẹp. Một chiếc xe cùng thương hiệu luôn. Kia. Ui giật cơ mình. Kia Rondo. Kia Rondo máy dầu đời 2014 này, động cơ trang bị là 1.7 nhá. 7 chỗ ngồi máy dầu đây ạ. Máy dầu thì em có Kia Rondo với màn hình giải trí siêu to, ga tay trên vô lăng. Có tổ hợp phím bấm đề lỗ thông minh. 468 triệu đời 2014, bản lắp ráp trong nước. Cho bác nào mà yêu thích dòng xe 7 chỗ ngồi máy dầu Kia Rondo. Nói chung là dù máy xăng hay máy dầu thì em nó đều có một cái điểm yếu hay hoặc là một cái điểm mạnh nhất định. Máy dầu thì sẽ yếu hơn máy xăng và hơi ồn một chút. Còn máy xăng thì sẽ tốn nhiên liệu hơn và bốc hơn một chút. Đấy là những cái mà các bác có thể cân kê, có thể xem xét khi mà chốt xe nhé. Điều hòa lóng lạnh hai vùng cho em này. Ngồi phía sau các bác có lóng có lạnh tự ý chỉnh này, hợp với phù hợp với cơ thể của mình thì thôi. Kia Rondo đẹp căng luôn ạ. Màu trắng đẹp, 7 chỗ ngồi và điều đặc biệt là số tự động máy dầu. Em đang bán là 468 triệu cho chiếc xe Kia Rondo máy dầu. Chia sẻ cho em lên đi ạ. Chia sẻ cho em đi, em chào anh Nguyễn Kiên, chào anh Xuân Thái này. Rất là nhiều dòng xe luôn, bác Lê La ơi, chia sẻ cho em đi nào. Một chiếc xe với biển 34 bánh đậu xanh. Một em Corona Altis đi sâu vào tiềm thức của khách hàng. Nếu như nói về Corona Altis này, Camry này, hoặc Vios này, cùng với cái thương hiệu đẻ ra những cái đứa con cực kỳ ngoan ngoãn, hiền lành. Ví dụ như em Corona Altis này, đời 2010, số tự động em vẫn đang bán với giá là 395 triệu. Vì sao với cái đời 2010 mà em nó vẫn giữ được cái phong độ về giá như vậy? Thì các bác phải hình dung rằng chất lượng xe, tiếng nói của xe nó lên như nào đúng không ạ? Hai mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ cho em, bao rút hồ sơ với cái giá 395 triệu. Thiện chí em vẫn bao tiếp nhá. Quá là nhiều xe đẹp luôn. Còn bên đây thì có một em Kia Morning, cũng là biển van. Kia Morning bản nhập khẩu, biển van là biển D, đăng ký 2 chỗ ngồi. Em bán tải siêu mini này là đời 2013 nhập khẩu, em đang bán là 238 triệu với màn hình giải trí này, ghế da đẹp căng. Và em này có một cái hàng ghế thứ hai sinh ra là để chở hàng. Nên các bác nhìn này, như một cái giường luôn. Không khác gì một cái giường. 238 triệu ạ. Trong vô vàn những cái màu của em mới quay thì cái em màu đỏ này là nó chiếm boss line này. Chiếm luôn một cái mắt người nhìn với nước sơn màu đỏ đẹp. Em này là một chiếc Mazda 3S. Mazda 3S đời 2009 bản nhập khẩu với nước sơn màu đỏ đẹp. Số tự động 2.0. Bản này thì có cửa lock đầy đủ cho em. Và em Lê Hương đang bán Mazda 3S này với giá là 285 triệu. Khách hàng nào thiện chí thì em vẫn để thêm giá lộc lá cho mình. Vẫn để thêm giá lộc lá khách hàng nhà mình đây ạ. Ghế da thì đẹp căng luôn nhé. Accent thì bên em hiện tại là hết rồi. Tối hôm qua về thêm một chiếc màu bạc thì đêm hôm qua cũng chốt rồi. Số tự động màu đen mới về chưa được một phút cũng bay luôn. Có thể thấy rằng Accent này, Vios này, Kia Morning này, CDX này là khách hàng quan tâm rất là nhiều luôn. Còn bên đây thì em có một em siêu phẩm nhập Hàn này, gái Hàn da trắng đây ạ. Biển 14, một chiếc xe Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc. Bên em có hai chiếc xe Kia Rio. Một chiếc này, một trắng này và một chiếc nữa. Em này biển 14 này, em kia để biển thủ đô cơ. Nhưng mà hôm nay thì
có một chút việc bận nên là xe đánh ra ngoài đi rồi. Là mượn xe đẹp để chở con đi thi cấp 3. Thi cấp 3 cho con có năng lực này. Đây ạ, một chiếc xe Kia Rio số sàn động cơ là 1.4. Em đang bán là hạ 325 triệu cho chiếc xe Kia Rio phong cách Hàn Quốc của em đây ạ. Đầu đài nguyên bản đầy đủ cho em, ghế da, điều hòa, số máy cực êm luôn. Và một chiếc nữa cũng cùng giá nhưng biển thủ đô thì đang đi ngoài rồi, chưa ở nhà. Kia Rio 325 triệu nhập Hàn nguyên chiếc nhé. Nếu như về bán tải này, không chỉ sở hữu một chiếc bán tải Isuzu D-Max đẹp căng rồi, em còn sở hữu thêm một chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak bản Nhật Thái. Bản Nhật Thái, bản này là bản 3.2. Và giá em này đang đứng đầu bên em về giá này, 845 triệu đời 2017. Hai cầu số tự động máy dầu, bản này là bản 3.2 này. Cho xem sở bắc ạ, sở bắc. Ok anh ơi, đợi em một phút thôi, em đang nói dở con bán tải này, em nói lốt này. Bán tải đây ạ, 845 triệu đời 2017 bản 3.2 nhập Thái. Đầy đủ cho em này, có chế độ đèn pha, tự động cụp đèn pha khi gặp xe đối diện này. Nhiều khi các bác mà muốn cái xe đối diện không chiếu ở mắt mình thì mình phải hạ đèn pha xuống. Thì đây nhá, nó có hệ thống tự động cụp đèn pha này, có tắt bật cảm biến này, khóa cầu vi sai, hỗ trợ trơn trượt và hỗ trợ đổ đèo. 845 triệu, hỗ trợ trả góp đến 60%, các bác chỉ cần có tầm 300 triệu là đánh xe về thôi. 3.2. Nói chung là cái chiếc xe này phải phù hợp với bác nào mà công trình công trường anh ạ. Vì nói về 3.2 nhưng máy là máy eco cơ anh ơi, 3.2 nhưng là máy eco cơ. Đó, 3.2 anh này đạt nhá, 845 triệu, hỗ trợ trả góp đến 60% giá trị xe. Còn nếu như mà 3.2 không có tiền đổ dầu thì khách hàng có thể tham khảo cho em một siêu phẩm sờ bắc đổ xăng. Động cơ chỉ có 0.8 thôi nên là không bằng một chiếc SH các bác đi đâu. Động cơ chỉ có 0.8 thôi ạ. Bên ngoài sở hữu một lớp sơn màu xanh rất là bắt mắt và mát mắt. Bên trong sở hữu một cái nội thất ghế da là màu đen và màu đỏ cực kỳ nóng bỏng cho em này. Em này sờ bắc biển... biển D, tức là biển van đăng ký 2 chỗ ngồi, màn hình giải trí này. Và được cái là em này có cái bộ điều hòa, nó phải là Zun luôn. Điều hòa Zun luôn. 85 triệu cho em sờ bắc đây ạ. La răng thể thao, điều hòa mát lạnh. Đầy đủ cho em là có điều hòa này, ghế da đẹp, màn hình giải trí này. 85 triệu anh ơi. Xe đi tán gái tiền đâu đổ dầu. Đôi khi phải đầu tư thì mới có dư anh ơi. Anh chỉ cần đầu tư đổ dầu đi, bây giờ anh đi tán gái cuối năm anh còn được cả trâu lẫn nghé. Phải đầu tư thì mới có dư chứ anh. Sở bắc đây anh. Sở bắc đây anh gì nhỉ, vừa thấy. Anh điện tử. Anh điện tử Vũ Nguyễn ơi. Sở bắc đây 85 triệu phù hợp với anh. À, anh Lê Đạt ơi, đợi em tầm khoảng sao nào. Đợi em tầm khoảng 15 phút nữa, cuối này thì em sẽ show cái mặt của em lên để cho đủ độ tin tưởng nhá, để khách hàng còn biết là à tôi mua xe của cái cô này mặt ngang mũi dọc như thế này. Một chút nữa anh nhá. Sờ bắc đây ạ, phù hợp với những bác nào lắp điều hòa này, chở đồ này, hay vợ là chủ shop quần áo này, thì cái xe đăng ký 2 chỗ ngồi để chở đồ, chở quần áo này, chở tiểu tủ lạnh rất là ok cho em luôn này. Bốn mắt cảm biến pha chạm phía sau nhá, em đang bán là 85 triệu, có thương lượng về lọc lá thêm này. Một em Y30 bản Crown cao cấp này. Y30 bản Crown cao cấp nhất biển thủ đô Hà Nội, nước sơn thì màu trắng đẹp rồi. Đèn bi sa lông, đèn gầm có này. Bản Crown cao cấp này có xi nhan trên gương và có cửa lock cho em. Động cơ trang bị là 1.6 số tự động. Bản cao cấp sẽ có nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Cửa lock đầy đủ cho em. Và em này là bản nhập Hàn. Bản nhập Hàn thì em có này, ghế da zin nhá, sấy sưởi kính này, đầy đủ cho em. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, có cả sấy sưởi ghế cho em nhé. 308 triệu cho một chiếc Oppa Hàn Quốc Y30 đây ạ. 150 triệu có mua được xe Y10 bản đủ không em? Dạ anh ơi, phải trên 200 triệu một xíu nhé. Nếu như 150 triệu thì mua cái đời thấp ơi là thấp, nhưng em không làm đời thấp, đôi khi đời thấp quá các bác đến xem xe cũng không máu này. Em có một chiếc xe Y10 đời 2014 bản thiếu đã 195 triệu rồi. Còn nếu đời thấp quá thì em cũng không muốn làm anh ạ. Đôi khi mà đi xem xe mà đời thấp quá khách cũng không máu nên em không làm. Thay vì đi Y10 thì anh đi luôn cho em một chiếc Spark này, 85 triệu bằng cảm biến điều hòa đầy đủ luôn. Hoặc là
150 triệu anh có thể đi xe Kia Morning mà em nói là bản Sport đẹp luôn nhá anh nhá. Hoặc cố lên một chút thì em có một chiếc Na Setti SE đời 2010 nhập Hàn cho em này. La City SE em đang bán là 225 triệu, biển 89 này. Lước sơn màu đen đẹp, cụm đèn pha thiết kế to bản này. Cụm đèn pha thiết kế to bản này. Giá chào bán là 225 triệu, ghế da đẹp luôn. Màn hình OLED xịn. Thế Kia Morning có mua được bản đủ không? Để em ngắm lại xem nào. Kia Morning bản đủ, đời đấy nó thấp quá em cũng không có này. Anh Lê Đạt để lại số điện thoại cho em ở dưới đây. Để một chút nữa em loát lại xem là guồn mấy chiếc xe nào. Để một chút nữa em loát lại này. Hay là đi Kia Morning này đi anh ơi. 132 triệu về cập bến bên em được tầm từ chiều qua mới về đây. Kia Morning 132 triệu đời 2010 bản 1.0 số sàn đấy ạ. Form dáng nhỏ nhỏ xinh xinh này. Biển Hải Phòng. Kia Morning lưu form dáng mới đây ạ. Đời 2010. 132 triệu thôi là có Kia Morning rồi. Em chào anh Dương Nguyễn này. Còn nếu như mà thích Vios thì em có Vios nhá. Vios này đời 2008 này. Đời 2008 này anh ơi, nếu như mà 150 triệu không mua được bản đủ. Không mua được bản đủ anh ạ. Biển 38 Vios có cam hành trình, cam lùi đầy đủ này. Có cả đề lỗ thông minh và màn hình giải trí xin nhan trên gương. Các bác nhìn này, một em Vios đời cao. Anh đi Vios đi anh. Đời 2008 em đang bán là 179 triệu này. Quay luôn cả biển số để bác nào mà trùng tỉnh này, mà thích lấy em nào mà cùng quê này, về làm đồng hương luôn nhá. Biển 38 179 triệu. Cam hành trình có, đề lỗ thông minh có, màn hình giải trí có này. Anh Đinh Đạt, anh Lê Đạt để lại số điện thoại cho em ạ. Còn bên đây thì có một em với lướt sơn màu trắng đẹp, biển Hà Nội này. 328 triệu cho em Avante, số tự động đời 2011, động cơ trang bị là 1.6 nhá. 328 triệu đời 2011, bản cao cấp cho em. Đèn halogen này, có giải đèn LED này, đèn phá xương đầy đủ cho em này. Các bác nhìn cho em này, la răng thể thao, xin nhan trên gương. Và em này cũng có cửa lóc cho em nhá. 328 triệu bao rút hồ sơ. Nếu như khách hàng nào thiện chí nữa này thì bớt sâu nhá, em này vừa mới về thôi. Đơn giản là vì xinh gái này. Xinh gái này, cao cấp cho em này. Cam hành trình các bác, cái màn hình hành trình này quá đỉnh luôn. Màn hình giải trí này đầy đủ cho em. Hyundai Avante, thương hiệu đình đám đây ạ. 328 triệu. Còn bán tải thì em có Nissan Navara. Nissan Navara biển thủ đô Hà Nội này, nước sơn màu trắng đẹp luôn. Các bác có nhìn thấy em nào áo xanh đây? Bác có nhìn thấy em nào áo xanh đây không? Nissan Navara máy dầu đời 2017, bản này một cầu số tự động, bản 2.5 nhá. Em đang bán là 535 triệu. Em này có thể hỗ trợ trả góp cũng được đến 60% giá trị xe này. Ghế da zin hai màu luôn, thông hơi thoáng khí cho em. Số tự động đẹp đây ạ, màn hình giải trí này. 535 triệu cho em Nissan Navara, nước sơn màu trắng đẹp. Lên thùng rồi, lên một cái thùng thấp như này rồi. Kia Morning số tự động em có nhá. Em có một chiếc màu vàng zin số tự động nhập Hàn, hơn 200 một chút này. Còn ở bên ngoài đây nữa này, hôm nay em xin phép được quay ra bên ngoài vì hôm nay về rất là nhiều xe luôn. Anh Nguyễn Linh Bình ơi, đợi em một chút nhá. Ủa trơn qua lại ngã bây giờ. Anh. Bên ngoài em còn rất là nhiều xe luôn. Ở đây thì em có một xe Kia Morning đây có luôn nhá, biển Hải Phòng. Kia Morning biển Hải Phòng 3993 này, lước sơn màu trắng đẹp này. Cụm đèn pha là đèn bi này, có đèn phá xương này, đầy đủ cả đèn gầm. Đèn bi salon đẹp, đời 2011 bản nhập khẩu 1.0. Em đang bán là 279 triệu cho chiếc xe Kia Morning đây anh ơi. Biển Hải Phòng đẹp, không lòng vòng. Hải Phòng là không lòng vòng đây ạ. Xe này phải gọi là bản này bản đủ rồi. Full đẹp luôn, nội thất ghế da bên trong anh nhìn này. Trên vô lăng có tổ hợp phím bấm nghe gọi, rảnh tay đầy đủ cho em nhé. Màn hình giải trí này, đề lỗ thông minh này, auto cả điều hòa luôn nhá anh nhá. Ghế da đẹp chưa? Ai chật chà, em này còn có cửa lóc cơ.
Một em Morning nhìn rất là sĩ luôn. Có luôn cả cửa lóc này. Mới về chiều ngày hôm qua sau một cái cuộc bóng đá là sẽ về rất là nhiều xe. Nên nhiều khách hàng đừng có thắc mắc là sao bên em nhiều xe đẹp thế nhá. Nếu như SEA Games này, World Cup này thì rất là nhiều xe đẹp luôn. Em nói to thế lại nói nhiều, khát nước không vậy? Từ nãy giờ là em đã có 3 cốc nước rồi. Nói chung là em cũng quen rồi anh ạ. Nói chung là em cũng quen rồi. Trước khi làm một cái nghề về ô tô thì em cũng đã từng làm một cái công việc chuyên về lái rồi. Thuyết trình trước rất là nhiều người. Dòng đời xô đẩy thành đi bán ô tô thôi anh ơi. Nên là em quen hết rồi. Với cái tính cách của em thì rất là dễ này. Ôi một em Kia Morning cực phê luôn các bác nhìn này. Túi khí an toàn này. Nghe gọi giọng nói này, rảnh tay này. Đầy đủ cho em luôn, ghế da đẹp luôn. Số tự động đẹp và em Kia Morning này là có bản cửa lóc này. Ngập nước xe về nhiều hả em? Nói chung là mỗi một bên là có một phong cách làm việc khác nhau. Có nhiều bên họ sẽ buôn dòng xe lỗi, buôn dòng xe ngập nước thì ăn cái miếng lãi nó sẽ to hơn. Còn riêng bên em Lê Hương lại không làm. Vì nếu như ăn được một miếng là em sẽ mất được một khách. Còn em ăn ít thôi thì khách này mua rồi thì khách sau lại đến bên em. Nói chung là mỗi bên có một phong cách làm việc khác nhau. Nên là không thể đánh đồng được anh ạ. Hoặc đôi khi xe nhà anh không may mà có ngập nước thì liệu anh có bán ngay không ạ? Liệu anh có bán ngay không ạ? Hay là anh xuất của, hay là anh yêu xe anh vẫn muốn để lại dùng. Còn phương châm làm việc, cách sống của mỗi một khu vực hoặc là mỗi một cái nơi làm việc nó sẽ khác nhau nhé. Tính người còn khác nhau mà. Có nhiều khu vực họ chỉ chuyên đi làm xe lỗi, hoặc chuyên làm xe ngập nước, hoặc chuyên làm xe mất chủ. Thì như vậy một con xe họ sẽ bán được lãi rất là nhiều, nhưng người ta chỉ bán được một con đấy thôi. Còn con này ví dụ em bán chiếc xe này em lãi 10 triệu đồng, nhưng từ ngày mai anh tin tưởng bên em, anh lại để cho em một khách khác lại giới thiệu cho em. Thế là một cái điều làm ăn nó sẽ khác anh nhé. Phong cách làm việc nó sẽ đánh giá được tổng quát con người, sự đi lên của cái cơ sở đấy. Nên là mỗi người có một khu vực hoặc là một cái mục đích sống, mục đích làm việc khác nhau. Hôm nọ anh thấy xe ngập nước nhiều mà. Xe ngập nước nhiều mà anh ơi, nếu như Hà Nội 1 tỷ triệu dân như thế mà người ta bán hết xe thì em cũng không có tiền mà mua lại. Có phải là xe ngập nước là họ sẽ bán đâu, đúng không anh? Người ta cũng phải sửa chữa, người ta cũng phải tùng chu lại để người ta đi, để người ta tiếp tục cuộc sống. Ngập nước chứ có phải là thế giới bị gì nhỉ? Bị hủy diệt đâu mà phải bán xe đi, đúng không anh? Người ta sẽ vẫn để đi. Đấy là một cái đứa con tinh thần cố gắng bao nhiêu năm của người ta. Không phải cứ ngập nước là người ta bán, mà không phải cứ ngập nước là em mua đâu anh ạ. Rất là nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Còn ở đây thì em có một chiếc xe VinFast Fadin, niềm tự hào của Việt Nam của bác Vượng đây ạ. Chị nói chuẩn lắm. Em cũng chỉ nói thật thôi. Nói chung người bán hàng thì bao giờ cũng có cái cách nói chuyện nó sẽ làm cho người khác nghe là hay. Thì người ta sẽ nghĩ là à cái cô này bán hàng thì cô ấy sẽ nói hay. Nhưng mà để mà tồn tại giữa được một cái thị trường như bây giờ, nhất là về ô tô, và đặc biệt là Hải Dương em nó, nếu như về miền Bắc, nó đứng đầu miền Bắc về ô tô cũ rồi. Để mà tồn tại được, để mà hàng ngày tất cả khách hàng từ biên giới bên Lào hay Điện Biên hay những cái tỉnh khác mà về bên em, thì nó phải xây dựng cái hình ảnh, nó phải từ nhiều năm trở lên. Chứ không phải là à tôi có tiền tôi nhập vốn và tôi vất vào đây rồi tôi bán. Như thế thì không bao giờ duy trì được. Đấy là phong cách làm việc mà bên em muốn xây dựng như thế ạ. VinFast Fadin, người Việt dùng hàng Việt của bác Vượng đây ạ. 340 triệu đời 2019 này, số tự động đẹp. Động cơ là 1.4, nước sơn màu trắng đẹp. Nếu như em này mà về tặng vợ thì quá là auto đẹp đây ạ. La răng thể thao, phanh ABS, xin nhan trên gương cục chỉnh auto cho em nhé. Cam hành trình có, cam lùi có rồi. 340 triệu này. Xe 60 triệu thì em có một chiếc Matiz 66 triệu nhá anh gì nhỉ? Anh không tên ơi, em có 66 triệu đi Matiz này, 85 triệu đi Spark này. Em chỉ được cái nói đúng thôi. Nói chung là cái đấy nó khó lắm, nó nhiều quan điểm khác nhau lắm anh ạ. Mỗi người có một phong cách xây dựng hình ảnh. Có những người ta muốn mua một con ô tô, người ta về người ta bán lãi cả trăm, nhưng bọn em lãi 10 triệu thôi, 7 triệu thôi. Thì bọn em lại tồn tại được nhiều lắm. Nói chung là nó khó lắm ạ. Còn bây giờ khách hàng thời đại 4.0 rồi. Các bác có đồng tiền trong túi, các bác phải thông thái, các bác phải tìm hiểu. Có khách hàng đến bên em ô tô Hải Dương của em mà Hương ơi, anh theo dõi em đúng lửa năm, anh chốt tiền mua xe chứ không phải tự dưng anh xuống anh mua đâu. Có những bác theo dõi cả năm. Một chiếc xe Vios đời 2016, không taxi, không dịch vụ tư nhân đẹp. Bản này là bản e xịn, nước sơn màu vàng đồng. Biển 34 đây nhá. Biển 34 và em này là em máy trắng vừa to vừa trắng thì sẽ khỏe hơn này. Động cơ là 1.5, 355 triệu, Vios bản e xịn, không taxi và không dịch vụ.
đến đời 2016, 2014 thì form dáng của Vios đã thay đổi rồi. Nhìn nó sẽ trông nó sẽ theo thị trường hơn một chút. Vios là cái dòng rất là lời thay đổi về ngoại hình, nhưng mà về chất lượng thì ông đấy cũng rất là cổ hủ luôn. Chất lượng của ông đấy luôn là đứng đầu, an toàn, tiết kiệm và bền bỉ. Là ông Vios này là ông ấy đứng đầu luôn rồi. Vios bản e xịn này ạ, đời 2016, 355 triệu. Còn nếu như khách hàng nào thích xe Kia Rio, nhìn thì nó trẻ trung hơn một chút này, form dáng nó cũng đẹp hơn, bắt mắt hơn. Nếu đi tán gái thì đi một chiếc xe Kia Rio thì sẽ dễ tán gái hơn là Vios. Còn nếu như mà về làm taxi dịch vụ thì Vios sẽ mang về nhiều tiền hơn cho Kia Rio. Kia Rio này không hợp taxi một chút nào, vì sẽ xăng ra đắt hơn. Một chiếc xe Kia Rio số tự động bản nhập khẩu đời 2015, em đang bán là 390 triệu đời 2015. Động cơ trang bị là 1.4 nhá, số tự động đẹp, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Màn hình giải trí này, nếu như khách hàng là một người thích yêu nhạc, thích bay nhảy, thích ca nhạc thì em này đáp ứng đủ đầy đủ cho mình này. Cách âm tốt này, số máy ngon này. Và điều đặc biệt là với cái dàn loa của em nó thì phê luôn ạ. Dàn loa cực phê luôn. 390 triệu cho chiếc xe Vios BMW Hương nhá. Chào bác Phương Trường, chào bác Lê Ngọc Công. Bác Lê Ngọc Công ơi, xem xe thế nào rồi ạ? Em đang gửi hình ảnh cho mình rồi. Chào bác Phong Nguyễn, chào bác Lê Văn Sáu này. Chào bác Thu Hà, chào bác Nguyễn Cẩm Tú này. Ôi nhiều khách hàng quá mà em mải nói không để ý rồi. Còn bên đây thì có một em Lacetti CDX. Em này thì giá sẽ chênh hơn những em CDX khác bên em. Một chiếc CDX bản full đặc biệt đời 2010 nhập khẩu. Em này thì có ga tay tự động của Cruise Control trên vô lăng này. 265 triệu, bản này có cửa lock đầy đủ cho em, sấy sưởi kính có rồi và có luôn cả sấy sưởi ghế nhá. Động cơ trang bị 1.6 CDX đẹp đấy ạ, đầu 2. Mà đi được một em form dáng đẹp như thế này thì chỉ có thể đi CDX thôi. Cảm biến phía sau la răng đẹp thể thao nhá, phanh ABS chống bó cứng này. Nhìn cái bộ la răng như thế này là tán luôn từ phụ huynh đến học sinh này. Xe rất là đẹp luôn. 265 triệu. Còn nhiều xe quá. Nói mãi không hết về xe này. Nói mãi không hết về xe rồi. Màu xanh mát mắt, anh đi vào trong nhà anh ơi. Màu xanh mát mắt mà giải nhiệt cho mùa hè này thì em có Morning màu xanh đời 2016 này. Giá cũng nhô 2 đồng một chút thôi. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu xanh. Màn hình giải trí đầy đủ rồi. Động cơ là 1.25 và em này là đời 2016 cho em ạ. La răng lên, bộ la răng mới rồi. Dù là form dáng nhỏ gọn hay là lóc nhà có đi thì vẫn phải la răng xịn sò cho em nhé. Quá là nhiều xe luôn. Con em Kia Morning mới về lại biển 15 vừa mới về đây. Em này cũng có cửa lóc cho em này. Nhưng mà giá thì em Hương chưa biết rồi. Giá thì em Hương chưa biết vì vừa mới về. Hiện tại là có hai chiếc xe Kia Morning, một trắng và một lông chuột, là bản có cửa lóc nhá. Nhưng em này thì mới về chưa biết này. Còn ở bên ngoài thì em có một chiếc Spark tập lái màu xanh cốm này, biển 22, 85 triệu thôi. Spark bên em rất là nhiều. Nhiều xe quá. Hyundai Avante màu đen, không biết là của nhà mình hay là của khách. Nhiều lúc nhiều xe quá em không nhớ được cả biển số luôn. Hyundai Avante nhà em đây rồi, với lớp sơn màu đen đẹp, giá chào bán là 279 triệu. 279 triệu cho chiếc xe Hyundai Avante. Biển 34 bánh đậu xanh này, giải đèn led này, đèn bi đầy đủ cho em nhé. Em này thì động cơ là 1.6 số sàn, 5 chỗ ngồi đấy ạ, lớp sơn màu đen đẹp. Nội thất bên trong thì ghế da gọi là vừa thôi. Vì ghế da thì có theo thời gian sử dụng thì cũng có một chút gì đấy là nó hơi bị rách một tí rồi, quay luôn. Nếu như bác nào mà chê ghế da thì em lên ghế da luôn. Còn nếu như em này mà chê số máy thì không mua được, vì số máy con này quá là ngon rồi. 279 triệu đời 2014 ạ. Hyundai Avante, lớp sơn màu đen đẹp. Còn nếu như form dáng nhỏ gọn thì em có cả Hyundai Aeon nhá, biển 99 này. Nhìn form dáng rất là xinh luôn. Một chiếc xe Hyundai Aeon, lớp sơn thì là màu trắng đẹp này. Và giá cũng cực đẹp luôn, 169 triệu đời 2013, biển 99 này, Hyundai Aeon. Form dáng nhỏ xinh xinh. Động cơ thì 0.8, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Ghế da thì theo 5 tháng này có hơi xấu xí một tí, nhưng nếu mà khách hàng chốt khả năng em phải lên bộ ghế da mới cho nó xinh xắn lên. Đời 2013 nhá, 169 triệu, động cơ là 0.8, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em.
Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em đây, Hùng ô tô Hải Dương ạ. Nhà mình ăn cơm về rồi ạ. Các bạn, buồn lắm quá. Đằng này chim ạ. Đằng này. Cái vừa anh ở bên nào đấy nhỉ? Cái gì đó. Anh Hùng ô tô Hải Dương ạ. Rất là nhiều dòng xe luôn. Y10 đây, Y10 nhập khẩu đây, bản thiếu màu trắng đẹp. Em đang bán là 195 triệu đời 2014 nhé. Nước sơn màu trắng đẹp này. Lên na răng rồi. Động cơ là 1.0 và là số sàn này. Khóa cửa rồi. Nóng quá ạ. Em nói bằng tiếng Thái em chào đi em. Đi. Em nói bằng tiếng Thái thôi em chào đi thì chị quay này chim. Sáng nói cơ giờ cầm máy quay ngại không nói rồi. Đấy anh nói. Còn đây bên đây là một chiếc xe Hyundai i10 nữa đây ạ. Bản đủ này. i10 bản đủ đây ạ. Đời 2014 và 2014 đúng rồi. 235 triệu mới về luôn, bản đủ đẹp. Ghế da hai màu xịn sò, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí có này. 2014 em đang bán là 235 triệu, động cơ là 1.0. Bản này bản 1.0 nhé. Rất là nhiều i10, Kia Morning này. Kia Morning thì 279 triệu nhập khẩu, đời 2011. Bản này có cửa lóc đầy đủ cho em, nước sơn màu trắng đẹp. Còn 85 triệu thì có Spark màu xanh lá này. Ta có 85 triệu thôi. Còn bên đây thì có một em i10 nữa đây, cũng là bản đủ 1.0 đi cực sướng cho em. Biển 34 bánh đậu xanh, đời 2014 nhập khẩu là nhập Ấn Độ nhá, bản đủ 1.0. Em đang bán là 295 triệu. Ghế da đẹp, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, nghe gọi rảnh tay cho em này. Chui vào xe cũng thơm cơ. Rất là thơm luôn, nhiều xe đẹp. Vừa rồi thì em Lê Hương đã chào bán này, quay live stream này. Hơn một tiếng đồng hồ rồi. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán với em Lê Hương nhé. Em chào anh Nguyễn Xuân Tháp này. Chào bác Hào Lông này, những cái bác ở trên vừa rồi em mãi nói quá không để ý rồi. Em chào toàn thể khách hàng thân yêu của em Lê Hương ạ. Mệt quá, khát nước nữa. Đây, bây giờ thì em sẽ show cái mặt của em lên để khách hàng nhà mình có nhìn thấy em thì biết là à cái cô này bán ô tô ở Hải Dương nhá. Anh cứ xem đi ạ. Em chào anh Hiếu này, chào anh... chào anh gì em không đọc rõ tên. Chào anh Phạm Quốc nhá. Phạm Sĩ Quốc rồi. Chào bác Tam Tăng này, chào bác Tiến Dũng này, chào bác Khai Vàng và bác Thanh Quang nhá. Bác Bang Chủ này, bác Duy Khánh, ồ nhiều khách hàng quá. Cho em Lê Hương được gửi lời hỏi thăm đến tất cả khách hàng đang xem buổi báo giá của em Lê Hương nhá. Hôm nay thì em có buổi báo giá báo rất là nhiều đầu xe đang được chào bán bên em ạ. Từ những dòng xe mà chỉ có 66 triệu, 85 triệu cho đến những dòng xe mà gần 1 tỷ thì em cũng có này, hoặc trên 1 tỷ thì em cũng có. Em chào bác Giang Khuất này. Những bác nào mà hôm nay mới xem buổi báo giá của em thì cho em xin dự giới thiệu. Em tên là Lê Hương nhé. Em đang buôn bán và trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Fanpage chính thức của em là gì ạ? Là Lê Hương ô tô Hải Dương. Hotline Zalo của em là 0354602790. Cảm ơn tất cả khách hàng đã quan tâm và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Những bác nào ở đây mà mới được biết đến em mà chưa đăng ký kênh thì cũng cho em Lê Hương xin một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh giúp em nhé. Bên em thì rất là nhiều đầu xe luôn, có mua bán, có trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Những bác nào mà có mục đích sử dụng hay là muốn bán thì cứ alo cho em thôi ạ. Còn có lẽ là bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Rất mong rằng nếu như mà em có 2 khung giờ like, nếu như mà trưa mà lắng quá thì thật sự em không like được, thì em sẽ like buổi tối vào lúc 7 giờ tối. Còn nếu như Hải Dương mà cứ mát giờ như hôm nay thì em sẽ like vào lúc 11:30. Em cũng rất là mong là gù cái khung giờ như thế nào thì cũng vẫn được khách hàng nhà mình quan tâm và tin tưởng nhé. Còn bây giờ thì cho em Hương xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào buổi trưa ngày mai hoặc là buổi tối ngày mai ạ. Giờ em xin phép được vào dùng bữa đây ạ. Chúc khách hàng nhà mình có một ngày làm việc, một tuần làm việc thật là hiệu quả và năng lượng nhé. Còn bây giờ thì em xin phép được nghỉ đây. Nói xả xã hơn một tiếng rồi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.